trời bao la, đất bao la, chim trời bay cách nơi chàng hòa, và ta đi cũng như chim tung trời cao niềm vui lai la. Rồi đôi khi nhớ quê hương, nghe đời ta vắng xa cội nguồn, là khi nghe trái tim ta reo rộn lên khúc ca trở về. Bao nhiêu người đi rời xa cố hương, ai không được nghe trái tim chợt đau. Trong đêm diễn phương mơ về nơi yêu dấu, đây quê nhà đang nắng xuân tràn đầy, nơi phương trời xa nhớ thương từng ngày. Từ quê lên phố đang chờ ta trở về, cuộc phiêu du kiếp lên đến, xin trả cho tháng năm qua rồi. Về nơi đây có quê hương, anh và em cùng xây tổ ấm. Mẹ quê hương sẽ luôn ta trong vòng tay ấm em nghĩa tình. Việt Nam trong trái tim ta muôn ngàn năm tiếng ru thanh bình. Không lần nghe trái tim chợt đau, trong đêm diễn phương mơ về nơi yêu dấu, đây quê nhà đang nắng xuân tràn đầy, nơi phương trời xa nhớ thương từng ngày. Từ quê lên phố đang chờ ta trở về, cuộc phiêu du kiếp lên đến, xin trả cho tháng năm qua rồi. Về nơi đây có quê hương, anh và em cùng xây tổ ấm. Mẹ quê hương sẽ ru ta trong vòng tay ấm em nghĩa tình. Việt Nam trong trái tim ta muôn ngàn năm tiếng ru thanh bình. Bao nhiêu người đi rời xa cố hương, ai không lần nghe trái tim chợt đau. Trong đêm diễn phương mơ về nơi yêu dấu, đây quê nhà đang nắng xuân tràn đầy, nơi phương trời xa nhớ thương từng ngày. Từ quê lên phố đang chờ ta trở về, cuộc phiêu du kiếp lên đến, xin trả cho tháng năm qua rồi. Về nơi đây có quê hương, anh và em cùng xây tổ ấm. Mẹ quê hương sẽ ru ta trong vòng tay ấm em nghĩa tình. Việt Nam trong trái tim ta muôn ngàn năm tiếng ru thanh bình. Việt Nam trong trái tim ta muôn ngàn năm tiếng ru thanh bình. Việt Nam trong trái tim ta muôn ngàn năm tiếng ru thanh bình. Quê hương là con đò nhỏ
đêm trăng tỏ, hoa câu rùng trắng ngoài thềm. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rùng trắng ngoài thềm. Đại đức Tăng Tăng Kính Minh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử được sự chỉ dạy của thượng tọa Thượng Trân Giải Trí Phó Ban Trị Sự Phật Giáo Tịnh Thời Tháp, Trưởng Ban Kinh Tế Tài Chánh tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Đại Diện thành phố Sa Đéc, Chủ trì chùa Phước Hưng thành phố Sa Đéc, Chủ trì chùa Thanh Lương thành phố Cao Lãnh, quý nam nữ Phật tử, gia đình chúng con hòa hòa cùng nhau sắm sân chúc bích lễ Phật ngõ hầu cúng dường mười phương chư Phật và hoàn thiện chư tôn trong tịnh đức tăng già. Giờ đây đạo tràng gia đình chúng con nhận thấy rằng sự quan tâm của chư tôn trong tịnh đức tăng đã quan tâm nơi tư gia chúng con. Chúng con xin được cung linh như công đức thượng tọa thượng thiện là chiêu chủ trì hòa quan, thượng tọa thượng thiện an ngũ chủ trì chùa Phước Đức, thượng tọa thượng thiện nhà sang chủ trì phổ nguyện, đại đức chủ trì chùa Tam Viên cùng chư tôn thiện đức tăng thành chúng con xin được thành kính kính cung phụng chư tôn đức tăng từ bi quan hỷ quan long long nơi bàn đất chúng con đã sắp xếp sẵn sàng kính ngưỡng chư tôn đức quan long long để hàng đệ tử chúng con được cúng dường nhiều đại đức. Nam mô chúng sinh sư bồ tát ma ha tát tất cả chúng sinh. Bye.
kinh dẫu tập cổ quyền thất cổ đại đạo hoặc kỳ minh pháp quan kinh tất xá mê độ siêu sanh lạc thoát quan thân kinh văn bồ tát a a a a hướng lên a đại đạo hoặc kỳ nga kinh chú một quỳ hướng lên cỡ đăng đăng lễ tam bảo và ma Hãy subscribe.
Bà 70 tuổi mát ngàn năm
ăn nhậu. A nguyện chữ Phật chữ Bồ Tát chữ Hiền Thánh Tăng thì từ bóng ngọc hào quang tiết độ hướng linh giáng sanh về miền Tây phương là thành. Cầm kỳ nguyện kỳ án Phật thì đốt pháp nhận ra Huệ gia viên thấy mười sáu tuổi. Phạm nguyện thành chí pháp danh chí quan năm mươi phút cô Nguyễn Thanh Đạm 49 tuổi. Nguyễn Thị Đức Na Ngọc pháp danh Diệu Châu 43 tuổi. Nguyễn Na Đị Ngọc nữ pháp danh Huệ Trang 42 tuổi. Phạm Ngọc Lý 50 tuổi. Quỳnh Thị Yến Nga Ly Quỳnh Hâm Na Lê 51 tuổi. Nguyễn Nga Tấm Hà Thanh 43 tuổi. Nguyễn Nga Tiến Nga Chiến Nga Nguyễn Nga Đệ Ngọc Huệ 88 tuổi. Nguyễn Kim Đơn 86 tuổi. Pháp danh Thiện Tài Võ Thị danh Diệu Quán. Nguyễn Thị Kim có 72 tuổi pháp danh Diệu Hải. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 69 tuổi. Nguyễn Quang bé 370 tuổi. Quỳnh Thị Bay 82 tuổi. Em đang từ tử độ con cháu nghiệp chướng phiền não chướng quan gia chướng tiêu trừ bồ đề tâm căn chướng. Gia đình ân cần biến đồ tròn chiến chó nguyện sở cầu kiếp thường mất như ý. Cân kiếm kỳ siêu nguyễn nga văn dễ được được thọ 92 tuổi. Tống ma thị trầm được thọ 68 tuổi. Nguyễn Hoàng Sơn pháp danh thiệt gia ứng thọ 86 tuổi. Hồ thị trầm pháp danh Diệu Châu ứng dương 58 tuổi. Nguyễn Thành Long 60 tuổi. Nguyễn Thông Nguyên nguyễn nga thị châu 22 tuổi. Nguyễn nga 83 tuổi. Phát ngày 1 2 3 ba hộ lâm ai làm thị quyện hồ thị tân hồ thị kiếu hưởng thọ 88 tuổi. Dự văn bé hưởng thọ 87 tuổi. Đặt mà của quyền thất cầu hồ ngoại chư tiến linh thừa hư phật lực thừa hư công đức lực vậy đức pháp hoàng tịnh tất xá hay độ siêu sanh lạc mất hổ nguyện siêu dương thứ pháp chơi chúng sanh thành giữ vô lần giải rộng thành phật ta đạo nam mô.
hôm nay ngài thành tâm thiêng lễ, kỳ an kỳ siêu cô quyền thân tô ông bà nội ngoại định đại tông thân ấy hiệp quý kỳ chi tuần phục vị qua ban hương linh cụ ông uyên phước nhường thọ tam quy giới pháp mê danh thanh từ ngoan sanh giác thân niên tử đinh lạc hoạt phát nhật kiếp tội mạng trung ương to trần thế thất thập tư tế hiệp kỳ siêu nguyên hương linh nguyện văn dễ tống thị trần nguyện văn sáng pháp danh thiện đa hồ thị trần pháp danh diệu châu nguyện hiếu hiền nguyện thành lắm nguyện thanh huy nguyên thị chơi nguyện tâm từ hồ văn yên đặng thị vẹn hồ thị tương hồ thị chiêu dương văn kết hiệp mà đặng đặng chưa vị cứu quyền thất tổ ông bà linh đại nội ngoại tông thân về đại thính pháp văn kinh thọ tài hưởng thực thưởng hương cõi thân đằng lễ nhị Thank you.
mô nhất âm phụng Thank you.
vàng xanh trở tiếng hương linh vàng xanh tình đô nam mô di đà phật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây 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 em rồi không đi đồ bánh đây em không chết luôn. Trên bàn chứng minh thứ nhất, chúng con thành kính con cung nhân thứ hai là con cung cúc để hậu đường đào tràng. Mời quý Phật tử quan hỷ ở phía trước nha. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm Nhâm Dần. Gia đình chúng con hòa hợp cùng nhau sắm sửa trước tịnh tài lễ vật cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ Tát và hiện tiền chư Tôn Đức Tăng. Giờ đây đạo tràng trai đường chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con biết rằng chư Tôn Đức Tăng đã từ bi quan hệ trong tất cả. Giờ đây xin được đại diện năm nữ Phật tử trai quyến thành tâm cô đo trên đường kính dâng lời pháp pháp cúng dường nam mô chúng tôi sư Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Đại Chứng Minh. Hôm nay toàn thể gia đình chúng con có duyên sự đầu thành lãnh lễ dâng lời lời pháp Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Tưởng bái bạch Thiên Tôn Đức. Giờ này trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng, dưới sự chứng minh của Thiên Tôn Đức, chúng con vô cùng cảm động. Trong ngày tự động vô biên này, chúng con xin phép quý ngài cho chúng con được bày tỏ lên lời cảm thiện thân mến. Nhân lên ba, nhân lên 13 chứng minh của chúng con, nhân ngày lễ chúc nhật ba của chúng con, kính bạch Thiên Tôn Đức. Ba con là Hương Linh Nguyễn Phú Nhường, Pháp Danh Thanh Từ, Ngưng Sanh Giáp Thân, họ 74 tuổi, mất ngày 18 tháng 12 năm, Tân Dậu. Hỏi ơi, định luật vô thường quả ác kiệt, nó đã đốn ngã thân tướng đại của ba gì, để có dáng như xưa của ba, hãy tính hơn nào.
giờ phải phù sau cái lòng đất lạnh, một chút lửa ngàn năm không thể gặp. Nhưng thành công, những tình cảm thân tình nhìn đoạn đời, trong trái tim con, ba ơi, chúng con đã xa ta. Nhớ mấy ngày nào chúng con đi về nỗi ta, chuyện vui, chuyện buồn, tiếng dở, tiếng ngon, ba con cùng chí sớm. Cũng mấy ngày nào trong đường mình đông đủ, ba cười hạnh phúc bên nhau bên con. Thế hôm nay, chúng con phải ngậm ngùi, bắt cảnh chịu vui. Ba ơi, nhật bây giờ lo lắng đi, chúng con mới cảm nhận rõ sự bất hạnh, thiệt thòi khi không còn ta. Cả cuộc đời đã quan thầm, ba đã hết lòng yêu thương lo lắng, hy sinh vì người chúng con. Nhưng mắt ba chúng con vừa đã lớn nhưng vẫn là những đứa con bé bỏng của ba ngày nào. Sự an vui hạnh phúc của chúng con là niềm vui hạnh phúc của ba. Sự đau khổ nhọc nhằn của chúng con là nỗi đau khổ nhọc nhằn của ba. Nhân gấp bội làm lòng chúng con từ lâu cả quen ta, quen dựa vào từng tin bao la. Nhân trời địa chỉ quen nghĩ và sự lo lắng vào lòng bao nhiêu của ba. Không, năm rất lần, chúng con đã làm ba buồn lòng. Ba hộ, từ nay những việc rồi. Cành như cải đổ, gió xu lên. Ba như cánh nhẹ bay về núi. Gió bãi trăng gần mấy chúng tôi. Không ai có thể khai được lòng lắm. Thời gian ngừng chạy, cũng như có ai tâm giữ được hạnh phúc vui với anh. Cho phụ thân sống mãi chết đời, dầu càng giờ em chúng con không còn mới dạy. Nhưng ba mất rồi, thì hèn thu dễ tiện không bao giờ tìm lại đồ có từ. Xem tàn rồi, xem năm xem lại nợ, ba mất rồi không nhận trợ người thân. Giữa dòng đời ông mất ba trên dương, dòng nước mát ai có lời tâm sự. Chúng con yêu nhau đất ở ngoài, chiếc tu đàn độ, bố trí thiên tu, dục dụng tiền cao tăng đệ minh. Thiên tu thật sự là bậc phước tiền của chúng sanh, là phẩm luận thù thắng đệ, hàng phần tử chúng con luôn trọng phước. Chống phước, giờ đây chúng con chỉ biết tiến về ta hảo trên trọn cả tấm lòng thẳng thành, kính tri ân, niệm ân và xin nguyện. Xin nguyện thôi thương yêu hạnh của tôi giả lực tìm đi để mọi thứ cũng cần ở mức mấy thân phụ. Tưởng mong cho cái ngày thì từ an hận, chứng minh thứ khả nạp họ cho sự cúng dường đầy để chúng con được thưởng phần công đức. Nam mô Bổn Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Các đại chúng nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch tâm tu tín ngưỡng mấy bạch trên chư tôn hòa thượng sư thượng tọa đại đức tăng chứng minh xin qua lời các bạch chúng con nhận thấy rằng tâm nhiếp hạnh của quý nam nữ phật tử rất là lớn và sự cung kính ba ngôi tam bảo rất là sâu sắc để cho phật tử cũng như hương linh được dùng thừa công đức. Chúng con sư được thành kính tôn thỉnh thượng tọa thiện sang chủ trì chùa Bổ Huyện thành phố Sa Đéc đại lao cho chư tôn thiền đức tăng quan hỷ dọn nạp để phẩm cúng dường để hàng phật tử cũng như hương linh được trượng thừa công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Trại Chứng Minh thành tâm tôn thỉnh thượng tọa. Có nghĩa là cái tâm yếu là tâm hậu, tâm yếu
muốn chứng được cái đạo cần với chư Phật thì trước đó là chúng ta phải tu cái hành chuyển nhiễm sâu thân. Hôm nay quý vị trên tinh thần ý đạo đó, quý vị như cái ngày này là những nhiệm vụ của con, quý vị là những em theo dân thành cái nguyên của chủ quan bất thân tiền. Bất thân tiền thì của con hành điều không như con hảo dân. Thì hôm nay như cái ngày quyết định của ông, thì quý vị con hai giao hiến biết lễ quý nhật cung thỉnh chư tôn thiền thức tăng về gia xứ thiết lập đền kề cúng dường họ cũng cũng cần đến chư linh của ông cùng chư linh của quyền thức tổ nương nhờ cước cúng dường hôm nay sớm được vãng sanh về là cảnh đem việc làm chiếu lệ chúng theo tinh thần chư Phật dạy thông tin. Hãy lời khi con thiện thức tăng chúng tôi xin hoàn thành lời cúng dường của quý vị. Người đem con đến cúng dường này hướng đến hương linh của ông nguyện thượng nhiều pháp nhân là thân từ thượng thọ 74 tuổi là mất ngày 8 tháng chạp năm Đinh Dậu, cùng hương linh của nguyện thượng tổ và của ông nguyện văn nhiều 92 tuổi tám thiện trần 68 tuổi, cùng con xé thượng thọ 86 tuổi hoàng thị trần cũng như 28 tuổi hoàng nguyễn cùng chương linh của quyền tổ như hoàng nguyễn hồng long 60 tuổi hoàng nguyễn văn huy hoàng nguyễn thị tư cũng như 22 tuổi nguyễn tấn từ cũng họ 83 tuổi hồ văn yên bệnh thị bệnh hồ ngọc tinh hồ thị kiến thượng họ 88 tuổi dương văn bé thượng họ 87 tuổi cùng thương nhân của nguyện pháp tổ pháp thế phụ mẫu quý vị nương nhờ thức cúng dường hôm nay sớm được vãng sanh về lạc cảnh. Cũng như buổi lễ này chúng tôi xin nói thêm một vài ý để cho quý vị hiểu được thêm về ý nghĩa tại sao mà chúng ta làm cái lễ để dỗ để quý vị nó như thế nào, nó có lợi ích. Thì chúng tôi quý vị thì từ ngày xưa đó thì sắc nho nó dài đó, cái chữ tiếng mà người ta thường nghe nó có đôi khi đó người ta không có nắm được cái thế nào gọi là hiếm. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế đó thì con lo cho cha mẹ ăn uống đầy đủ, làm những trò nhà cao hát xứng cho cha mẹ lên tay, rồi cũng gọi là cái đóng góp cho cha mẹ. Như vậy thì có phải là hiếm hay không? Thì Đức Phật cũng nói rằng thì cái đó chỉ là cái hiếm thường tại của thế gian. Nếu mà những người thật sự thiếu thì cái chữ thiếu nó biết từ cái chữ kén á, là ở trên á là một bộ khổ có một cái nét kéo qua là dưới là chữ tử. Ý nghĩa của chữ thiếu á là có nghĩa là cái người con muốn trả thiếu cái cha mẹ đó cũng giống như là một người khi vai gánh quả địa cầu. Tại vì cái khổ là cái quả địa cầu là cái đó. Thì cái người con mà dưới cái chữ tử là chứ để nó nghe kéo qua cái đồng gánh, cái đồng gánh. Cho nên cái chữ thiếu nó rất là nặng. Mà muốn thành tựu được cái chữ thiếu đó thì đòi hỏi con người ta có thể hiểu được lời Phật dạy thì cái người đó mới gọi là hiểu được. Tại sao vậy? Tại sao có những người trong cái gương nhiều là tứ hiếu của sắc nho đó người ta không có tôn trọng gọi là đại hiếu, mà ngày một kiền đi được người ta tôn vinh là đại hiếu một kiền đi của ta. Tại vì ngày một kiền đi đó
lúc còn sống tiền đó thì đã nuôi cha mẹ đầy đủ, nhưng mà đến khi mà thằng mẹ nó qua đời, thằng mẹ nó bỏ nó ra đường nhé, cảm giác điều buồn. Mẹ nó tìm họ đến tìm xuống tận địa ngục để tìm mẹ, rồi tìm con đường gặp có cái đường khi mà được mẹ rồi đó, thì thấy bà mẹ nó chịu khổ đau trong cái đường nhà quỷ. Cái đề bạc với Đức Phật làm thế nào để cứu bà mẹ thoát khỏi cái khổ đau đó, thì Đức Phật mới dạy cái phương pháp gọi là cung thỉnh người cung tăng thiết ca con giường. Nhờ cái thứ cúng dường chúng ta có sức cúng nguyện của chúng ta mà bà Thanh Đề ngay ngày đó được thoát cảnh giới ngạo quỷ sanh nghiệp định giới thiên thiên. Vì vậy cho nên người ta mới tôn vinh ngày một thiền viên là đại hiếu cứu bà mẹ từ cảnh giới những ngạo quỷ khổ đau được sanh nghiệp ở trời bị vương cướp. Như vậy thì những hiếu rất là lớn, cho nên hôm nay cái tinh thần hiếu của các Phật tử cũng như cái ngày kỷ niệm cách đây là 5 năm trôi qua, thì tất cả những người con, những người cha trong nhân gian của chúng ta đó, thì khi tổ chức cái gọi là cái ngày giỗ, thế nào gọi là ngày giỗ? Ngày giỗ cũng phải là cái ngày để mà dọn ra những tụ tập về và dọn lên cúng ông bà rồi dọn cúng. Thì đa số người dân của mình thì tổ chức cái lễ dỗ như thế. Nhưng mà sự thật á, người ta tổ chức cái lễ dỗ là cái chủ yếu đó là thứ nhất là tất cả anh em trong dòng họ là ông dòng họ đến luôn về để rồi tưởng nhớ cái ngày này. Cách đây 5 năm mình đã mất đi một người cha, một người ông, người tạo nên hình tốt của mình, tạo nên quốc ngày này, lo cho mình thành viên chi mỹ. Một cái ngày này cách đây 5 năm quý vị đã mất đi một người cha, một người thân thương cả tính cả suốt cuộc đời và tận tụy hy sinh cho đàn con đàn cháu. Thế rồi cái đường đường của cuộc đời sanh lão bệnh tử nghe cánh thọ ông đã luôn điểm ra đi để lại quý vị bao nhiêu một tiếng thương. Thì cái lễ dỗ có nghĩa là cái ngày để chúng ta tụ tập về, chúng ta tưởng nhớ, rồi chúng ta cùng nhau ngồi nhau ôn lại ngày xưa cha mình dạy mình những gì, lo cho mình những gì, rồi cái công hạnh, cái việc làm của cha mình là cái gì, làm tạo chúa như thế nào đó thì ôn lại, rồi đến cái nào mà nên nhớ làm theo, rồi lúc sanh tiền như cụ ông đã có như tam bảo, thì bây giờ mình đã nhớ lại một đó cha mình có như tam bảo, có cái pháp danh, thì bây giờ mình hỏi lại coi mình còn là người con, người cháu, mình có ghi tam bảo chưa? Mình có cái pháp danh như cha mình, ông mình chưa? Nếu mà chưa có đó, chúng ta nên bảo nhờ cái cơ hội nào đó ta trở về chùa để xin ghi tam bảo, để đi để noi làm cái gương cái hạnh của con mình, của cha mình tới cuộc sanh tiền. Như vậy thì con mình đó sẽ vui vẻ an nhàn nơi cái cảnh giới vui. Cái thứ hai nữa là cái ngày quý những của ông đây, quý vị biết hết chịu được lời Phật dạy, cho nên cứ như cái ngày lễ này cung thỉnh cái tôn về để mà thiết trai cúng dường, đây là việc là đúng theo tinh thần hiếu đạo của Phật đã dạy. Thì hai lời cái tôn thiện đức là chúng tôi xin nắm tán cái tâm hiếu, cái hạnh hiếu của một đại quý vị, nguyện đem công đức cúng dường hôm nay là trước là hồi hướng chung linh của quyền tổ cổ của quý vị lương nhận phước này sớm sanh dưỡng cái an lành, và cũng cầu nguyện cho tam bảo và họ của toàn thể quý vị trong gia quyến, tất cả những người con, những người cháu, đồng thời là kỳ an cho người thân mẫu của quý vị được nương nhờ phước này cũng được tâm phước tâm thọ,
vạn sự an khang, các tự như ý. Và quý vị, những người con cháu chúng ta cũng luôn nhờ suốt ngày mà công việc thuận lợi, vạn sự được an khang. Và về quý vị như pháp lãnh lời để kêu Phật thi hiện tấm tâm chúng tôi cho năm bổn sư thích ca mâu ni Phật. Chân như tôi thiền đức đã từ bi gia, ai nào họ cho bổn cho rồi, còn ban tố cho gia quý chúng con những lời pháp âm diệu, chúng con xin nguyện lấy đó là kinh luôn luôn hành trang trên bước đường tu hành hậu phận. Giờ đây chúng con xin đồng hành ở lại cuối đường. Như tâm đàn lễ tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Để buổi lễ trai đường hôm nay được trai nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung tịnh tụng gọi hiệu sang chúng tịnh cúng dường A Di Đà Phật. Bye.
giải ngôi sao tuổi nguyện thần thiên pháp dân thế quan hằng trần năm mươi các dân diệu cho hằng trần 48 tuổi nguyện ngọc ngữ pháp dân huệ bên hằng trần 43 tuổi thân hằng 40 thân tuổi nguyện thân kỳ thiên kiểm ta chỉ tiếp thân nguyện nguyện thân chân tuổi nguyện kim thân đơn 86 tuổi pháp danh thiện tài hòa thị đẹp pháp danh nhiều quan 87 tuổi nguyện thị kim hoa pháp danh nhiều mãi 72 tuổi nguyện thị bự ba ba 69 tuổi nguyện văn bé ba 70 nguyện a di cùng kết kiềm ngàn nhĩ tình em sư thời vô biên tiểu chi tai phát thiết thượng trùng lai chi khâm gia đình hưng thành lão quyến thuộc bình yên sơ nguyên tùy thâm kiên tường như huy thương huyền kỳ siêu chương linh vô quyền thâm tố nguyên văn về hưởng họ 92 tuổi thâm thị đàm hưởng họ 68 tuổi nguyện văn sáng pháp danh thiện gia ơn họ 86 tuổi hồ thị đà pháp danh diệu châu ổn a dương 58 tuổi a nguyện phước nhường họ tam quy giới pháp danh thanh từ hưởng họ 74 tuổi qua vơ ngày mùng 8 tháng chạp năm đinh dậu nguyện hiếu a hiền nguyện hành họ 60 tuổi nguyện thanh huy nguyện thị chơi ông dương 22 tuổi nguyện tính từ họ 83 tuổi mất ngày mùng 2 tháng 3 hồ văn yên đăng thị viện hồ thị tinh hồ thị kiếu hương họ 88 tuổi quy dương văn bé hương họ 82 tuổi phạm tấn tăng hương họ 68 tuổi nguyện thị chương hương họ 74 tuổi phạm tấn tinh hương họ 86 tuổi phạm thị nguyện hương họ 91 tuổi phạm thị kiến hương họ 87 tuổi phạm thị phạm hương dương 35 tuổi quận thanh hoàng phạm văn ngọc hương họ 76 tuổi nguyện chương linh thừa tư tăng bảo lực siêu thoát mê đồ làm vui hồ nguyện nam siêu dương hạnh pháp giới chúng sanh giai con thành phật nam mô buổi lễ hôm nay được hoàn mãn và thanh tịnh trang nghiêm là từ sự phước hạ của chư tôn đức tăng. Chúng con thầm biết rằng quý ngài nên bổn tự Phật sự rất là ra con, nhưng mà vì sự tin tưởng hàng Phật tử chúng con, quý ngài quan tâm chứng minh cho đạo tràng cầu siêu và trì an cho cha biết chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn ngoài hai từ sám hối với ngài, vì chúng con là Phật tử cho nên tự nhiên có khi con không thông hết được, cho nên đến ngày tới từ gia chúng con, đến chúng con có chức đón theo các địa phận như lễ, ngưỡng mong đến ngày cho chúng con được sáng hối cầu nguyện một năm tam bảo gia hộ chư công đức pháp thể tinh năng tuệ đăng thường chiếu Phật sự tiên thành mãi và cây cao tất cả đến hàng Phật tử chúng con nơi chúng con tu học. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát Đại Chúng Ma. Nguyện đem công đức tăng điều cho thành Phật thân. A Di Đà Phật cung thỉnh chư tôn thiện đức tăng hộ
sống dưới mái ấm mến thương gia đình, nhớ mãi bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi dù con suốt canh thâu, nhớ đến những lúc ấu thơ. Sống dưới mái ấm mến thương gia đình, nhớ mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dậy nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi như suối mát trong, lời dạy của cha cho con lớn khôn, tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên. Dù ngày mai đời cuốn số con trôi về đâu, tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao. Cha đó dẫu có sương vui đau buồn hay bước lên đỉnh cao, sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu, vì con yêu mẹ cha nhất trên đời. Sống dưới mái ấm bên thương gia đình, nhớ mãi bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi dù con suốt canh thâu, nhớ đến những lúc ấu thơ. Sống dưới mái ấm bên thương gia đình, nhớ tôi nghe cha tôi đêm ngồi dù con suốt canh thâu, đời mẹ ta ơi như suối nơi giấc của cha cho con lớn khôn, tình mà con luôn khắc sâu là hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi không quên, tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó chạy kia nằm miệng nó giữ à. Hẹn hẹn chạy kia đâu mà không lấy đây. Nó coi đi bộ nó thấy còn luôn á, hồi tôi vô khác rồi. Đây ở Tân Dương mình có cái đám mình đi cái ông đó là miễn cử năm bia rồi, ông bia rồi đám hội ổn nữa. Bây giờ cũng đốt nhà cũng như của bộ đế rồi. Luôn. Một mẹ